Xin chào các bạn. Video này mình quay về máy bay của hai hãng hàng không Ả Rập thường xuyên đến Nội Bài. Trước mặt mình là một chiếc Airbus A330 của Qatar Airways. Đây là một hãng hàng không có trụ sở tại Doha, Qatar. Hãng này có logo là loài linh dương sừng thẳng Ả Rập. Qatar Airways là một hãng hàng không lớn, sở hữu đến hơn 200 máy bay các loại. Và máy bay thường dùng bay đến Nội Bài là loại A330. Đây là một góc quay khác, chiếc A330 của Qatar Airways. Ngoài Airbus A330, thỉnh thoảng hãng cũng dùng Boeing 787 hoặc Boeing 777 bay đến Nội Bài. Rất tiếc là mình chưa ghi được hình ảnh hai loại đó đáp xuống Nội Bài. Đây là góc nhìn chiếc A330 từ nhà hàng Ngọc Sương. Ở vị trí này thì mình có thể nhìn thấy bánh máy bay chạm mặt đường băng. Hãng hàng không Ả Rập thứ hai thường xuyên đến Nội Bài chính là hãng Emirates. Đây là một hãng hàng không của các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, có trụ sở ở Dubai. Đây là một trong những hãng hàng không hàng đầu thế giới, sở hữu số lượng lớn các loại máy bay thương mại tối tân nhất hiện nay. Thậm chí quyết định mua sắm của Emirates còn ảnh hưởng đến việc ra đời hoặc kết thúc một dòng máy bay nào đó. Máy bay mà hãng thường dùng bay đến Nội Bài là loại Boeing 777-300ER, là máy bay thương mại hai động cơ lớn nhất thế giới hiện nay. Ngoài Emirates, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất còn một hãng hàng không lớn nữa, đó là Etihad Airways. Tuy nhiên hãng này chỉ có đường bay đến thành phố Hồ Chí Minh và rất tiếc mình chưa ghi được hình ảnh máy bay của hãng này. Một góc nhìn khác về chiếc 777-300ER của Emirates. Và đây là góc nhìn từ nhà hàng Ngọc Sương. Ngoài kích thước đồ sộ thì điểm ấn tượng với mình ở chiếc 777 là bộ bánh đáp phía sau. Bộ bánh đáp với 3 hàng, 6 bánh ở mỗi bên. Dòng A350 của Airbus chỉ có loại A350-1000 là có bánh đáp như vậy. Hy vọng sau này Vietnam Airlines sẽ mua A350-1000 hoặc loại 777-300ER.
Còn các bạn thích loại máy bay nào? Xin comment ý kiến bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại.